bán hàng hết năm rồi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Ăn Vặt Sài Gòn và Du Lịch nhé. Hôm nay bây giờ là 3 giờ chiều này, mình có đi qua gánh bánh mì á, xíu mại của chị Út á. Quay giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn á. Ai có ở gần ấy sở thích món bánh mì á thì mình ghé đây mình mua về dùng nhé. Thấy bánh mì của chị bán ở đây rẻ và ngon, đông khách nữa cả nhà. Đây là chắc có chị và con trai chị đang đứng đây bán này. Em chào chị Út. Dạ. Mình ra bán lâu chưa chị? Dạ, em đã bán một tuần rồi đó anh. À, được một tuần rồi hả chị? Bữa nay bán chắc cũng ổn rồi chị nhỉ? Khách cũng biết hết rồi. Bữa nay có cái mấy bữa nay có khách ra gai lại cũng đỡ. Dạ. Chứ mấy ngày mình ra bán cũng còn vắng lắm. Dạ. Chưa chị Út, buổi sáng mình có bán ở địa điểm nào không? Dạ, có. Buổi sáng mình có bán ở Trần Đạo, 61 Trần Đạo anh. Dạ. Quận 5 hả chị? Quận 5 luôn. Dạ. Mình bán ở đầu đường nhà. Sáng mình bán ra đầu đường Trần Đạo. Dạ. Dạ. Như là chiều 3 giờ chiều là mình ra ngay chân cầu Nguyễn Tri Phương đây mình bán hả chị? Dạ. Dạ. 3 giờ là mình bán ở đây nhé anh. Dạ. Như bánh mì mình bán là 15.000 một ổ bánh mì xíu mại hả chị? Dạ. Như là em bán thập cẩm luôn 15.000, có thịt, có chả, có tí mại đầy đủ hết luôn. Dạ. Thế nhiều quá luôn đó. Yeah. Bán cho người lao động ăn nhiều cho mọi người ăn cho no. Bây giờ cái gì cũng khó khăn hết rồi, mình bán mắc quá thì ăn cũng không nổi đâu. Dạ. Cũng không có lên giá, dịch đồ lên cái gì cũng không có lên nữa. Dạ. Hãy đi mình kiếm lời ở 2.000 cũng được rồi, chứ còn đừng có. Ủa thì cho nhiều đầy áp vậy cả. Thế đầy không cả nhà? Dạ. Cho nước tương vô chị. Dạ. Sáng chiều bán từ 6 giờ rưỡi tới 9 giờ là về rồi. Dạ. Dạ. Đây chị Út xài bằng cái gánh cả nhà. Một bên để bánh mì, một bên để cái đồ ăn đó. À trong đó có than nữa hả chị? Để cho bánh mì nó nóng à? Đúng rồi. Ồ hay à. Dạ. Không à. Thấy nhiều người quay kêu chị Út có giọng nói giống kiếm hiệp, phim kiếm hiệp. Dạ. Gọi là bánh mì kiếm hiệp phải không chị? Bánh mì quá trời thịt luôn đó cả nhà. Giá quá rẻ, bình dân. Đây khách cũng đến mua dê dai ủng hộ chị. Được mấy ổ rồi chị? Làm cho em 10 ổ á. Được mấy ổ? Làm 10 ổ. Vâng. Một ổ đưa cho chú kia rồi còn em làm lâu chưa
Thành ra đi quay lại lâu chưa? À em quay được một tuần rồi. Vắng có phải không? Dạ. Bữa nay quán nào cũng vắng hết á. Khách cũng chưa được ăn tại quán á. Hạnh thiện lắm mà dạ. Cũng chưa được mạnh dám bán. Có người nó bán ra sợ vắng nữa. Dạ. À, một ổ là mình cho ba cục sứ mại kia luôn hả chị? Có ba cục sứ mại, thịt chả bị bán này hết là mình nghỉ à chị? Có bữa thì bán 4 giờ rưỡi hết rồi không? Rồi dạ. Có bữa thì 5 giờ chị đó, như mình bán gì như mình bán 100 mấy bánh gì đó. Dạ. Không có khi khách được tới một hơi một cái là hết rồi. Bao nhiêu là cứ hết là nghỉ á? Hết là nghỉ. Chỉ có 3 giờ chiều là có mặt ở đây thôi. Đúng rồi. Dạ. Khách đi mua biết giờ chứ đến muộn quá cũng hết. Cũng như là biết giờ á. Dạ. Đang ngày thì cô chú đi dạy hơi trễ á. Dạ. Không sao cô chú đi sớm. Dạ. Thì chị bán ngay dưới cầm cầu ở ngay cầu Nguyễn Tri Phương này cả nhà, đường Võ Văn Kiệt này. Đó, đó là bì đó. Dạ. Chị Út mình gốc ở Sài Gòn hay quê ở đâu chị? Chị ở Sài Gòn đấy. À. Gia đình bên chồng ở bên đây. Dạ. Chị ở bên nhà cha mẹ chồng. Dạ. Đây chắc là con trai chị Út à? À đúng rồi, con trai. Dạ. Con trai giỏi quá, phụ mẹ. Đây chị biết chiều mai không có học. Dạ. Dạ. Cũng như là sau khi mình bán lại, đến xa, đến công ty mới
ta chưa biết đó chị. Dạ. Với lại một số người về quê rồi. Dạ. Thành ra rồi có không biết mình có về quê không. Dạ. Có người thì nghĩ Út về quê không à. Dạ. Thật sự là mình ở trên đây không có đi đâu được luôn. 3 tháng này rất là khó khăn luôn đó không. Dạ. Mà mình cho Út thì bà với Út đủ 10 ổ chưa chị? Dạ, còn 5 ổ. Có nhiều hơn rồi. Dạ. Dạ, dạ em thích nghe. Người đang sao chứ đâu có lên giá. Ồ, ai cũng nghĩ ổ đầy ấp luôn nè. Người ai cũng nghĩ lên giá, có người lại dạ. Đi 5 ngàn. Sao đấy có người 5 ngàn á? Cái ổ không có lên giá đâu, bánh gì có người 5 ngàn á? Có người 5 ngàn. Dạ. Em gửi tiền luôn này. 10 ổ. Rồi, cảm ơn. Giờ khách đến rồi á. Lấy mấy cái ổ đó đưa trước đi được rồi làm à. Dạ, sợ người ta đợi lâu quá. Trời. Thank you.
Ủa 20 chắc không có chỗ đứng quá. À. Đây ổ 15 ngàn nó đầy ắp rồi. Có không chị? À, chị Út bán một tăng đã gần hết rồi đó. Dạ. Ủ đây cả nhà theo một ổ bánh mì 15 ngàn này. Thấy đầy ắp. Ú luôn này. Thấy hấp dẫn không? Đó rồi sau đây mình cũng xin kết thúc video quay giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó là gánh bánh mì chị Út á. Bữa nay chị mở bán lại rồi nhé. Cô chú anh chị bạn ai có ở gần hay sở thích món này thì mình qua đây mình mua về dùng nhé. Đây địa chỉ chị bán là tại ngay dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, đường Võ Văn Kiệt đó. Cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều.